mà anh nhỏ cả nhà đang xem chính là vườn mai Như Huỳnh. Và vườn mai của Huỳnh có rất là nhiều loại giống cả nhà, mai giống, mai cúc các loại. Thì hôm nay em cũng tranh thủ em đóng hàng em gửi cho quý khách nha. Và hôm nay thì Huỳnh tập trung đóng rất là nhiều đơn hàng để cho cả nhà mình có thể kịp về lấy bo hoặc là nuôi trồng. Rồi, đây giới thiệu với quý khách mẫu cúc vạn thọ cánh xoăn, hay còn gọi là vạn thọ cánh xoắn. Thì mặt hoa nó phùng, nó vung lên và nó xoăn như thế này nha. Thì cái bông này ngày hôm qua là Huỳnh có quay rồi á cả nhà, mà hôm nay nó vẫn không đổi sắc nè cả nhà. Nụ nè, vàng nụ thì rất là nhiều nụ ha. Và em thấy là nụ rất là say luôn. Rồi, cái loại này khá cứng cáp luôn ha. Cái mẫu này nè là gần 2 mùa. Thì Huỳnh bán là 150 một cây. Và 3 cây thì em bao ship, cây cao cũng khoảng 4-5 tấc ha. Rồi, cái gốc á cả nhà. Cái gốc này nè, 2 mùa nhưng mà em ghép là gốc cỡ như là đầu đũa lớn thôi. Nó liền cốt ha. Đó, nó liền cốt, liền mạch rồi. Rồi, cái mẫu bên đây là mẫu nhỏ nè, 100 ngàn một cây. Thì cũng vạn thọ cánh xoăn nhưng 100 ngàn một cây ha. Và cây nó cao bây giờ khoảng tầm 3 tấc rưỡi nha cả nhà. 3 tấc rưỡi ha. Này, khoảng tầm 3 tấc rưỡi ha. Rồi, 100 ngàn cây và 3 cây em cũng bao ship. Bây giờ em đứng xa cho khách có thể nhìn thấy cái cây giống bên vườn mai em Huỳnh nè. Là bên vườn mai em Huỳnh em xin nhắc lại ha. Thường thì em ghép những cái gốc á là cỡ như đầu đũa lớn đó, hoặc là cây búp bi thôi. Có những loại được là cỡ như là ngón út em ha. Nhớ, nên là cả nhà mình hãy lưu ý giúp em. Rồi, đây là cái mẫu là cúc hoàng hậu nha. 70.000 một cây và 4 cây thì em bao ship. Cao cũng khoảng 3 tấc rưỡi. Cúc hoàng hậu. Rồi bên này là em có cúc là tây thi. Cúc tây thi thì khoảng cỡ 4 tấc nha cả nhà. 4 tấc đi lên. Đó, cây rất là cao ha và cực kỳ khỏe. Tây thi là 100 ngàn cây và 3 cây bao ship nha cả nhà. Còn bên này là cúc cam nè. Cúc cam cây này khoảng cỡ 3 tấc rưỡi. 3 tấc rưỡi, 3 tấc thôi. Đó, mẫu cúc cam nha. Thì nó có những cái đế quái vậy nè. Đó, đế đủ kiểu nha cả nhà. 80 ngàn cây và 4 cây thì em cũng bao ship. Bên này em có cúc bi luôn. Hồn thì nhà vườn ở bên em các cái kênh khác cũng vậy cả nhà. Ghép gốc không có bự lắm ha. Bởi vì những cái mai giống này về thì mọi người chăm thêm lấy bo hoặc là mình có thể nuôi thêm nha cả nhà. Đó, cúc bi nè, 70.000 cây luôn. Rồi, bên này đọt xanh em cũng 70.000 một cây luôn ha. Thì nó tiện ở chỗ là đã là có giống sẵn rồi, ghép sẵn rồi, ghép gốc nhớt rồi. Nên là cả nhà về chỉ với chăm thôi. Mình thích lấy bo mình nhân giống ra ha. Rồi, bên này em có là cúc tư long cả nhà. Cúc tư long cũng 70 luôn. Cây cao cũng khoảng 3 tấc rưỡi, 4 tấc ha. Đó, mẫu ghép thì nó đều đều như thế này. Rồi bên này, bên này em có cái màu đỏ nè cả nhà. Màu đỏ này chính là cúc đọt đỏ nha. Đó, loại này thì 80.000 cây. Cây không cao lắm ha. À, 7 tầng. 7 tầng nha. 7 tầng thì 100.000 cây luôn. 7 tầng hay còn gọi là tiên ong. Rồi nữ hoàng pha lê luôn. Nữ hoàng pha lê luôn ha. Mẫu này thì cũng 100.000 một cây luôn cả nhà. Cao cũng khoảng gan tay Quỳnh hơn à ha. Là khoảng 2 tấc, 2 tấc rưỡi, 3 tấc. Rồi bên này nhị dài cả nhà. Nhị dài ha. Nhị dài này thì 100.000 cây luôn. Và 3 cây em bao ship. Rồi, em có là không nhị luôn. Không nhị cũng vậy luôn. Không nhị cũng 70.000 một cây luôn ha. Và 4 cây bao ship. Đây em có tay thi nữa nè. Đó, tay thi là cả ngàn ngàn mấy cây luôn cả nhà. Rồi, bên này em có cái cúc thọ hương. Cái cúc thọ hương, trời, đây có cái bông nè cả nhà. Đây, wow. Hôm qua em quay cái cây này, không biết là có ai đã xem video ngày hôm qua của em chưa. Nếu mà ai xem là chắc chắn nhận ra cái cây nè. Hôm qua em giới thiệu nó bông chùm nè cả nhà. Nó nở, hôm nay nó nở nè ha. Thì cái mẫu này là 100.000 cây ha. Cái cốt nó rất là cứng cả nhà. Cái cốt nè, cốt cây nè. Cốt cây này á, là cỡ như ngón út em nè. Cái củ thì được như ngón cái ha. Củ á, củ thì như ngón cái. Còn cái thân giữa thì cỡ như là giữa cái đũa ăn thôi, hoặc là đầu đũa nhỏ á. Nhưng mà đối với cái mẫu thọ hương mà một năm mấy như thế này á, là cứng cây lắm nha cả nhà. Đó, thân giữa nè. Nó rất là cứng luôn ha. Rồi 100.000 cây và 3 cây em bao ship, lấy bo được, trồng đất được. Trồng đất là hết sảy luôn. Bên này em có một cái lô thọ hương nè. Cây cao cũng khoảng cỡ 4 tấc ha.
Em có uống lát lượng nè, cốt nó cũng rất là khỏe luôn. Đó. Nó giống như cái form 100.000 nhưng mà lụng hơn. Thì cái form này là cái form mà cứng cáp cả nhà. Form này cứng cáp ha. Cái mẫu này là 80.000 một cây ha. 80.000 một cây. Và 5 cây em cũng bao ship và 10 cây thì em tặng một nha cả nhà. Mẫu này là mẫu 90. Mẫu 90.000 nha cả nhà. Mẫu 90.000 ha. Cây cao khoảng 4 5 tấc luôn. Đó, 90.000. Đây, nó nhỏ hơn tí xíu. Đó. Nhưng mà cây nè, cao 4 5 tấc này, mẫu này lấy bo nha. Trồng đất thì lấy mẫu 100, còn lấy bo thì lấy mẫu 90. Đó, em tư vấn rất là kỹ nha. Lấy bo thì mình lấy những cái đọt như thế này nè, là vừa để lấy bo nha. Cắt bo thoải mái luôn. Còn nếu như mà mình muốn trồng đất thì mình lấy cái mẫu 100. Đây Khánh ha. Đó, em tư vấn rất là kỹ nha. Còn cái gốc này nè, cái gốc này là cỡ như là ngón út em hoặc đầu đũa lớn thôi. À đây cả nhà, cái thọ hương nè, hoa nó hoa chùm như thế này ha. Và khá là nhiều cánh, form hoa cũng rất là duyên luôn. À đây cả nhà, nó được 3-4 cái bông nè. Đây, nó rất là thơm ha. Rồi, cây cái loại này á, là cái loại em bán 70.000 cây á cả nhà. Loại này thì nó khoảng cỡ 3 tấc rưỡi 4 tấc. Nó cái form cao. Cái form cao á em uống quấn dây nè, lắc lượng ha. Những cái chi nhánh ở hai bên nó cũng có chi nhánh này, về cả nhà mình cũng lấy nó bo được ha. Rồi gốc á thì em ghép gốc nhớt cỡ như đầu đũa mình, đầu đũa lớn, đầu đũa mình không ăn á. Và cái rễ rất là đa dạng luôn khách. Đây ha. À, đây là một cái form, là form mình có thể uống thân nè, rồi lấy bo nè ha. Cái form này là form cao á, form người mẫu á cả nhà. 70.000 một cây. Và 4 cây thì em bao ship ha, 10 cây thì em tặng một. Nó không bự lắm nhưng mà nó giòn giòn á cả nhà. Nhìn cây nó rất là khỏe ha. Rồi. Đây, em có khoảng tầm 1.000 mấy cây như thế này nha cả nhà. Đây, VIP nè, duyên vô cùng luôn. Đó, nó khi mà nó nở đạt nó phùng ra như thế này nữa cả nhà. Cúc VIP nha. Đây. Đó, 70.000 cây ha cả nhà, cây cao 3 tấc, 3 tấc rưỡi, 4 tấc. 70.000 cây, 4 cây bao ship. Trời ơi, cả nhà thấy nó nở. Nè, nó nở ngày hôm qua. Trời ơi. Cái cây cúc hai tầng nè cả nhà, hai tầng của Quỳnh Tấn Phát nè, cái hoa nè nó duyên ghê luôn nè. Đó. Rồi mẫu này thì 90.000 ha. 90.000. 90.000 một cây. À, em có cái mẫu 125 nữa. Này. Bên này em có cúc gia định nè. À, cái bông hoa ngày hôm qua nè cả nhà. Đó, nó vẫn không đổi sắc luôn nè. Hôm nay nó vẫn không đổi sắc luôn nè cả nhà. Thì gia đình này là 100.000 một cây. À, cây nè, cả nhà thấy cái bo nè. Trời ơi, nó dài thường thuộc luôn á. 4 tấc mấy luôn cả nhà. Đế rất đẹp luôn nha. Phải nói là cây rất là đẹp ha. 100.000 cây. Đó, 100.000 cây nha. 3 cây thì bực bao ship. Sắn nó khá dài nè cả nhà. Thì cái lô này là 350 3 cây. 350 ba cây nè. Đó. Sắn nó dài, nó nhiều nè ha. Em quay xa nha. Cái này là em quay gần thì cả nhà thấy nè. Cái gốc á là cỡ như đầu đũa lớn thôi. Gốc không có bự nhưng mà cây rất là cứng cây. Rồi. Cái này em cũng không số lượng không nhiều cả nhà. Cái này có thể lấy bo chơi tiểu cảnh được ha. 350 ba cây. Và 10 cây thì em cũng tặng một nha cả nhà. Rồi, nhỏ nhỏ nè. Nó đang nở hoa ha. Đó, 350 ba cây, sắn dài từ 10 đến 10 mấy cm ha. Đó, 350 ba cây nha, phải lấy được ít bo cả nha. Rồi đây là mai sắn. Rồi mẫu bên đây là mẫu 100.000 thì nó ngắn bo hơn tí xíu nhưng mình cũng lấy bo được ha cả nhà. Đó. Thì mẫu này thì em còn nhiều ha. Đây, đó, cũng rất là đẹp luôn. Đa số cái gốc quá cả nhà, gốc là lò xo như này nè. Đó. Rồi ai thích thì alo em ha. Đây là bạch mai tân tân. Bạch mai tân tân thì cái lá nó cũng hồng hồng nè, cũng lá cũng cẩm thạch ha, hoa màu trắng. Thì cái giống bạch mai tân tân này là 90.000 một cây và 3 cây thì em bao ship ha. Rồi bên này em có là cái kem bạch kim nè cả nhà. Kem bạch kim là lá cẩm thạch mà hoa là hoa màu kem. Cái màu nó rất là đẹp luôn. Màu lá cực kỳ đẹp và cái hoa nó cũng duyên nữa cả nhà. Hoa màu kem ha. Loại này là cao cũng khoảng cỡ 3 tấc rưỡi. Rồi, 150 một cây ha. 3 cây thì em bao ship. Cả nhà có thể lấy với mẫu khác cho nó đa dạng nha. Rồi bây giờ em giới thiệu nữa là mẫu đó là bạch mai thái nè. Bạch mai thái thì là 100.000 một cây.
ba cây thì em bao ship, mười cây thì em tặng một ha. Bạch mai thái cây thì nó cũng cao khoảng cỡ hai tấc mấy, ba tấc thôi cả nhà, nhưng mà cây rất là khỏe ha. Rồi đây chính là bạch mai thái. Em có là phú tân cả nhà. Phú tân thì cây phú tân bây giờ nó có một cái cây nó có mặt hoa nè. Đây, hồi ôi đẹp quá cả nhà ơi. Cái phú tân này á là 8 cho đến là 12 cánh ha. Và cái form hoa của nó cực duyên luôn. Đây khách xem nha. Đó. À, 4 ngón tay của em Huỳnh luôn nè. Và 2 4 6 8 10 cánh luôn cả nhà. Thì loại này ha thích hợp ở mọi vùng miền và đặc biệt miền Bắc mình có thể sưu tầm mình trồng được nha. Chỉ có 80.000 một cây và 5 cây em bao ship. Cứng cáp vô cùng ha. Cây này bây giờ cao khoảng cỡ 3 tấc rưỡi 4 tấc cả nhà. Cái xung quanh cái thân giữa nó cũng có được cành nhánh như thế này ha. Cây rất rất là cứng. Rồi 80.000 một cây và 5 cây là em bao ship, 10 cây em tặng một nha. Ở nhà xem nha, em khoe đại lộc của vườn em nè. Trời ơi. À, quá trời nhiều cái bông đẹp vô cùng luôn. Loại này á là trước Tết em không có lãi lá. Em để cho cả nhà mình có thể về lấy ít bơ. Trời ơi hoa của nó nè cả nhà, hoa chùm ha. Cánh hoa thì quá nhiều luôn và to nữa, khá đẹp luôn. Loại này thì 70.000 một cây và 5 cây thì em bao ship ha. 10 cây thì em tặng một. Đây, có những cây nó nhỏ nhỏ ngắn ngắn thôi mà quá trời nụ luôn cả nhà. Quá trời nụ luôn. Rồi, ai thích đại lộc thì alo em đại lộc nha. Rồi em xin mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.